Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin nổi bật trong tỉnh tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5. Chương trình có những nội dung chính sau: Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thảo luận dự thảo các quyết định, quy định thuộc thẩm quyền. Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Sở Xây dựng đã trình dự thảo quyết định về việc ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị nhà ở trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình dự thảo quyết định quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô tỷ lệ về diện tích đất xen kẽ để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh, dự thảo hướng dẫn trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa trên địa bàn tỉnh cho ý kiến các nội dung trên. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy nhấn mạnh. Nội dung của các quy định hướng dẫn cần làm rõ các ngành phải biết nhiệm vụ của mình phải làm gì, hồ sơ gồm những vấn đề gì, tránh tình trạng mỗi ngành hướng dẫn một kiểu gây khó khăn cho nhà đầu tư. Quan điểm của tỉnh chỉ đạo xây dựng quy định chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, song phải đảm bảo được cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Bởi thực tế hiện nay nhiều nhà đầu tư về tìm hiểu cơ chế đầu tư thuộc các lĩnh vực chuyên ngành, song chúng ta chưa có hướng dẫn cụ thể. Trên cơ sở ý kiến của các ngành và địa phương, cơ quan chủ quản soạn thảo tổng hợp hoàn thiện dự thảo quyết định, quy định, hướng dẫn để đến ngày 1 tháng 6 năm 2022 sẽ ban hành thực hiện. Chiều ngày 4 tháng 5, đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra, giả soát công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi đấu, tập luyện, nơi cư trú, phục vụ công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 tại địa phương. Tại các nơi kiểm tra, đoàn đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo tóm tắt công tác đảm bảo an ninh trật tự và chuẩn bị phục vụ lưu trú đối với các quan khách và vận động viên về dự và tham gia thi đấu tại địa phương. Qua kiểm tra, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo nơi ăn nghỉ và việc xây dựng các phương án nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho đại biểu, vận động viên tham dự SEA Games 31 tại Hà Nam. Để SEA Games 31 diễn ra thành công tốt đẹp, đề nghị các đơn vị phối hợp với các ban ngành của tỉnh và lực lượng công an làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kế hoạch, bố trí lực lượng, phương tiện không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ, bảo vệ an toàn các hoạt động của SEA Games 31 diễn ra trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 5 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động tháng công nhân và tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu năm 2022. Với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm an toàn, thích ứng, tại lễ phát động, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Phối hợp với chính quyền và chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động tích cực tham gia giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động, tham gia quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, giám sát việc cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động, đánh giá kết quả thực hiện, giả soát, đề xuất ký bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể, biểu dương tôn vinh công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Tại lễ phát động, 50 công nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2021 được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, 9 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, giai đoạn 1 được tặng bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 100 xuất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 50 triệu đồng. Chiều ngày 4 tháng 5, Thành ủy Phú Lý tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm và biểu dương khen thưởng mô hình tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022. Báo cáo đánh giá cho thấy 5 năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Phú Lý đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai xây dựng, tổ chức thực hiện và nhân rộng mô hình điểm học tập làm theo Bác Đến nay, toàn thành phố đã có 193 mô hình học tập làm theo bác được triển khai thực hiện, trong đó có 167 mô hình phát huy hiệu quả đang tiếp tục nhân rộng. Một số mô hình điển hình cấp tỉnh, cấp thành phố được đánh giá cao như xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, xây dựng phong cách ứng xử văn hóa, nhân văn, khoa học trong công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, xây dựng chi bộ đảng, lãnh đạo thôn và các chi hội đoàn thể trong hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, trồng rau an toàn, vân vân. Với những kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện mô hình học tập làm theo bác, Đảng bộ thành phố đã có một tập thể được Ban Thường vụ tỉnh ủy tặng bằng khen, 30 tập thể được thành ủy thành phố tặng giấy khen, trên 70 tập thể được khen thưởng cấp cơ sở. Tại hội nghị, thành ủy Phủ Lý đã khen thưởng 23 tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2022. <laughs> Chiều ngày 5 tháng 5, Đảng ủy quân sự huyện Kim Bảng tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 76 năm ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Quân ủy Trung ương, nghị quyết số 280 của Đảng ủy quân khu 3, nghị quyết số 580 của Đảng ủy quân sự tỉnh về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Đây là đơn vị làm trước suốt kinh nghiệm trong các đảng bộ trực thuộc đảng bộ quân sự tỉnh. Mười năm qua, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kim Bảng đã lãnh đạo chỉ đạo cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang huyện triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về nâng cao chất lượng huấn luyện. Hàng năm, Đảng ủy Quân sự huyện, các tri bộ ra nghị quyết lãnh đạo xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong huấn luyện. Nội dung chương trình huấn luyện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, Thường xuyên chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, nâng cao chất lượng hiệu quả sát với yêu cầu nhiệm vụ. Qua đánh giá hàng năm, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu, từ 75 đến 80% đạt khá giỏi. Tham gia hội thi hội thao do cấp trên tổ chức đạt kết quả tốt. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy quân sự huyện Kim Bảng đã rút kinh nghiệm những mặt còn tồn tại hạn chế, đề ra những chủ trương biện pháp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện thời gian tới với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực. Hiện nay đang là thời điểm quan trọng nhất quyết định đến năng suất lúa xuân, để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, ngành chức năng đã triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh đến cơ sở, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Đồng thời các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân. Theo ông Nguyễn Hải Nam, Phó Tri Cục trưởng phụ trách Tri Cục Trồng Trọt, Bảo vệ Thực vật và Kiểm Lâm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lúa xuân năm nay bị tác động bởi thời tiết rét đậm rét hại đầu mùa vụ nên thời gian sinh trưởng chậm, chỗ khoảng từ 7 đến 10 ngày. Điều này dẫn đến phát sinh sâu bệnh kéo dài gây khó khăn trong phòng trừ. Vì thế, công tác chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh cho lúa của các địa phương, hợp tác xã, dịch vụ nông nghiệp cần bám sát theo từng cánh đồng trà lúa. Trong đó đối tượng trọng tâm số 1 là bệnh đạo ôn cổ bông. Trong quá trình triển khai phòng trừ, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành các cấp từ tỉnh đến huyện tăng cường bám sát đồng ruộng, kiểm tra đôn đốc và trực tiếp hướng dẫn nông dân phun thuốc, bảo đảm đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng kỹ thuật và đúng thời điểm để phòng trừ sâu bệnh trên lúa xuân triệt để và đạt hiệu quả cao nhất. Ngày 7 tháng 5 năm 2022, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Văn Duy sinh năm 1982, Trần Ngọc Du sinh năm 1971, cùng chú tại thôn Máo Cầu, Trần Thị Huế sinh năm 1972, chú tại thôn Trần Xá và Vũ Văn Sáng sinh năm 1987, chú tại thôn Hải Long, đều thuộc xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân. Với phương thức thủ đoạn gửi số lô số đề qua tin nhắn SMS, Zalo, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc với số tiền lên đến gần 100 triệu đồng mỗi ngày. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc, ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Duy về tội đánh bạc, tội tổ chức đánh bạc và các đối tượng còn lại bị khởi tố về tội đánh bạc. thưa quý vị và các bạn bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo